Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Bác mang giới thiệu bác một mẫu địa hình thương hiệu Mỹ dòng Check Mountain Bike. Thì như các bác biết thì những dòng xe Mỹ thì thương hiệu rất là không còn xa lạ đối với những bác làm xe đạp lâu năm rồi. Thì những dòng xe đạp Mountain Bike thì đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng, một trong những top xe đạp thể thao, thương hiệu Check Mountain Bike. Đây là một cái mẫu dòng xe địa hình và chuyên về những cái dòng xe địa hình đồi núi, đổ đèo mà được rất nhiều các bác quan tâm trong thời gian vừa qua. Và đây đánh giá là một mẫu xe dòng Check 4300 rất là cao, giá thành rất là tốt bên em. Và xe còn mới khoảng tầm 90% xe, rất là đẹp. Và bây giờ sẽ là những đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, thì video những video trước đã giới thiệu qua về đây Check là cái model 4300 bên em trước đã về một vài chiếc rồi. Thì đây là một cái model mới về bên em với cái tông màu xanh, màu trắng, hai màu tông chủ đạo của xe rất là sáng và nổi bật. Thì thời gian vừa qua rất nhiều các bác quan tâm hỏi em về dòng xe Check địa hình, thì nay em về một chiếc nữa đây. Và lần này em về một chiếc rất là đẹp so với chiếc lần trước. Thương hiệu Check, biểu tượng của hình chiếc kiêng, logo chiếc kiêng đằng trước xe, không còn gì xa lạ đúng không bác đạp xe đạp và địa hình. Một thương hiệu rất là nổi tiếng về dòng mountain bike, model 4300 series. Với cái màu tông màu xanh dương rất là lạ mắt nhá, rất là nổi bật trên khung xe. Tông màu chủ đạo là xanh trắng Series 4 đây. Model Series 4. Thường thì các bác đạp xe đạp địa hình thường có nhu cầu về những dòng xe cao cấp, thương hiệu nổi tiếng, thì đây là một cái dòng xe rất đáng để các bác quan tâm và mua. Dòng Check 4300 mà lai em về thêm một chiếc. Bên dưới khung xe thì có biểu tượng logo hình sao lăm cánh USA, một thương hiệu đến từ Mỹ, ra đời năm 1976. Xe đạp hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng aluminum. Và như các bác biết thì cái tuổi đời của dòng xe Check thường gắn liền với những linh phụ kiện của hãng Bontrager. Thì nguyên bản theo xe thì nó về là ghi đông cổ phốt chính hãng của Bontrager đây. Các bác nhìn đấy, ghi đông cổ phốt chính hãng của Bontrager, nguyên bản theo xe. Xe sử dụng với củ đề chính hãng Shimano 9 tầng lip rất là cao cấp. Thường thì những dòng xe tô đinh địa hình thì được trang bị với 9 tầng lip gần như là cuối của dòng xe đạp rồi. Đằng trước xe sử dụng với cặp phanh dầu thủy lực chính hãng nguyên bản theo xe. Bên tay phải em được trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano Acera. Và cụm phanh sau là cụm phanh sau do phanh dầu thủy lực các bác nhé. Giảm sóc dầu chính hãng nguyên bản theo xe. Và cặp vành chính hãng của Bontrager cũng nguyên bản theo xe luôn. Cặp vành của Bontrager, đây biểu tượng logo của Bontrager đây. Kích thước lốp là 26 x 1,95. Và bên dưới khung xe, đấy các bác nhìn rõ ấy. Đây là cái mẫu mã vạch QR code chính chống hàng giả của thương hiệu Check làm ra đây. Còn nguyên bản ở dưới gầm xe. Cái dòng xe Alpha Check 4300 Gold Aluminum. Bên em mới về dòng địa hình, dành cho các bác mà trong thời gian vừa qua hỏi em về cái mỏng địa hình dòng Check, thì lay một chiếc thôi. Và giá rất tốt trong tầm giá các bác nhé. Là đĩa Shimano Acera, đùi đĩa Shimano nguyên bản theo xe, đùi đĩa Shimano 3 tầng đĩa, củ đề Shimano Acera, trang bị với 9 tầng lip đen của Shimano nguyên bản theo xe. Và đằng sau xe sử dụng với tập vành chính hãng của Bontrager luôn, cũng nguyên bản theo xe. Yên là yên nguyên bản theo xe, cũng Bontrager. Thì trong quá trình thử dụng thì người sử dụng trước thì cái yên xe này nó tuy hơi rách, vết rách một chút thôi, các bác về có thể giữ nguyên, không quan trọng về cái rách cũ này. Thì đây là cái mẫu yên cao cấp của Bontrager, nguyên bản theo xe em vẫn còn giữ nguyên. Và chiều cao đứng của khung xe bây giờ sẽ đo em nhé.
Vâng, đo chiều cao đứng của khung xe là size 41. Thích hợp với các bao từ 1m65 đổ lại bác nhá. Chiều cao các bác đi một chiếc xe dòng Mountain Bike địa hình 4.300 dưới 1m65. Và bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe được trang bị với 9 tầng lip đen chính hãng nguyên bản cho xe của Shimano. Lên lip. Đây là cái mẫu series check thương hiệu Mỹ 4.300 bên em mới về xuống lip. Được rất nhiều các bác đánh giá các rất là cao và quan tâm. Lại về một chiếc mô tô màu xanh 3 tầng đĩa. Tốc độ chuyển động của xe 27 tốc độ xuống đĩa. Lên đĩa. Đùi đĩa chính hãng của Shimano các bác nhé. Rất là bon và trơn tru và mượt mà. Đây là mẫu địa hình tốt nhất trong tầm giá đối với những bác mà quan tâm đến mẫu địa hình bên em. Thương hiệu của Mỹ, Czech. Và em về đánh giá tổng thể xong chiếc xe Czech Series 4.300 bên em mới về. Và xe giá tốt nhất bên em là 7.500.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trên ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên... Và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.